Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Thì ở ngoài trời dạo này ở bên chỗ Uyên Quỳnh ở trời rất là nóng luôn các bạn. Là có hôm á là trời sẽ lên tới 100 độ luôn đó. 100 độ là ở bên Việt Nam là khoảng bốn mấy độ đó các bạn. Nếu mà so với ở Việt Nam thì ở bên đây lại nóng hơn luôn đó. Đi ra ngoài đường thì rất là nóng, nóng khủng khiếp. Và bây giờ để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở mọi người một điều rằng những ai muốn tham gia chương trình thì đều cần làm một video phỏng vấn giới thiệu về bản thân của mình. Và các anh chị phải suy nghĩ cho thật kỹ nếu quyết định đến với chương trình. Vì Uyên Quỳnh không muốn làm mất thời gian của rất là nhiều người. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Ok, chị chào em ha. Dạ, em chào chị Yên Quỳnh. Em chào cô chú bác anh chị em mà xem chương trình Kết Nối Yêu Thương của chị Yên Quỳnh. Em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến chị và cả anh chị em trên cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Cảm ơn em có thể giới thiệu về mình ha. Dạ, em tên là Trương Thị Lan Phương. Em sinh năm 1978. Em ở Châu Thành, tỉnh Long An chị. Hiện tại là em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại là em đi làm kế toán cho công ty vật liệu xây dựng mà tư nhân đó chị. Dạ. Em làm công việc đó được lâu chưa? À, dạ, sau khi em ly hôn em về đây là được 6 năm thì em đi làm được 5 năm chị. Hồi trước em ở đâu? Dạ em cũng ở Long An nhưng mà em lấy chồng ở xa chị. Rồi sau khi ly hôn thì em về Long An em ở với ba mẹ ruột. Dạ. Rồi em có được mấy người con? Dạ em có hai đứa con mà một đứa thì con trai đầu, con gái thì sao chị? Dạ. Con em bao nhiêu tuổi rồi? À, dạ con trai lớn của em á thì đang học đại học năm thứ hai, bắt đầu mùa này rồi vô năm thứ hai. Thì con gái em thì lên lớp 12. Con cũng khá lớn ha. Dạ. Em rồi lý do vì sao em với ông xã chia tay em? Dạ, hồi lúc em quen ông xã thì lúc em đi học đại học ở trên Sài Gòn á, thì ông xã em là bạn của những cái người bạn ở trong ký túc xá ở chung em á, thì sau khi cũng quen nhau rồi mới tìm hiểu rồi cưới nhau năm 2002, rồi về năm 2003 em sanh con, thì sống được 15 năm, tức là 2017. Thì nói chung là nhà cũng có kinh, ông xã em cũng ra bên ngoài á chị, thì cũng do kinh doanh làm ăn mua bán á, thì cái ông xã em có người thứ ba, có thêm người người mới á, rồi cái ông xã em về cũng cũng có nói qua nói lại, rồi tới chừng em biết là ông xã em đã có người mới nên thì hai vợ chồng em cũng có ngồi nói chuyện, rồi em cũng cố gắng. Cũng được dài dài năm vậy chị, rồi nói chung là cũng không có được cái gì, rồi hai vợ chồng em cũng nói thôi giờ chia tay, thì em về với lại ba mẹ em, còn ông xã thì ở lại quê ông xã. Là Dạ. ông xã em kinh doanh mặt hàng gì? Dạ mua bán vật liệu xây dựng á chị, cũng cũng có cửa hàng vật liệu xây dựng rồi cũng có công ty nữa. Dạ. Là lúc đó là ở bên nhà bên quê của ông xã em đó.
ở bên gia đình bên chồng em á là cũng cái nghề đó hồi xưa giờ chị. Rồi em thì cũng làm kế toán, rồi em cũng trông coi phụ ông xã em cũng ở ở nhà cũng có người phụ nữa chị, cũng có người làm thêm nữa. Dạ cũng có tài xế, thì cũng nói chung thì cũng làm cũng lớn. Dạ nhưng mà giống như quy mô lớn lắm thì không được, không có, nhưng mà vừa vừa thôi, như doanh nghiệp vừa vừa vậy chị. Em có có người lái xe rồi có người ở nhà em làm kế toán nữa nên ông xã em hơi rảnh đi ra ngoài. Dạ với lại em á thì nói chung là em ở trong quê á, sau khi mình có được một cái gia đình vậy chị thì em rất là mừng. Em cố gắng dữ lắm, nói chung là em cũng giỏi giang lắm. Nói chung là với lại em cũng thiệt tình lắm, có sao thì em nói vậy à. Em ở với ông xã em ít khi nào mà làm ông xã buồn lắm, mà cũng không hiểu lý do nào tự nhiên ông xã lại vậy đó. Cái tự nhiên em thấy em buồn, chứ bình thường em cũng hiền lắm chị, ông xã nói gì em nghe đó hả. Vậy đó. Dạ. Tự nhiên nói chuyện xong nó nước mắt nó cứ chảy. Em nhưng mà ông xã em có giải thích lý do thì vì sao như thế không? Nói chung á là em cũng biết, em cũng thông cảm lắm chị. Em sống á em cũng biết là ông xã ra ngoài thì cũng cũng có nhiều lý do, là giống như tại vì em mua bán vật liệu xây dựng á. Cái nhiều khi mua hầm cát, mua đất để làm cát, rồi rồi mình phải xin giấy phép đồ để làm cát đó chị. Nhiều khi đi ra ngoài là phải ngoại giao á chị. Với lại nhà mà mua bán vật liệu thì cũng phải như ra đường xe ra đi, rồi công trình đồ này nọ cũng nhiều thứ lắm. Nói chung là em cũng chịu khó lắm. Ông xã em đi ra ngoài ở nhà em cũng làm, còn em lãnh sổ sách kế toán thì ở nhà em cũng làm. Rồi em nói chung em cũng ham dữ lắm chị. Nói chung mình có một cái gia đình vậy mình cũng mừng á. Mình ham lắm, ham làm lắm. Nhưng mà cũng có một cái là mình ham làm quá, nên bây giờ em ngồi em nghĩ lại thì chắc là tại mình ham làm quá mình cũng mất luôn. Bởi vì cái gì nhỏ, nhỏ mà thành ra cái lớn đó phải không? Dạ. Nhưng mà vợ chồng thì cũng nói chuyện cũng đàng hoàng, chứ cũng không có đến đổi. Nhưng mà em nói thôi bây giờ giống như chắc là cái số mình nó như vậy rồi, thôi em về với lại ba mẹ em. Thì em đi thì con trai nó ở với ba, con gái thì ở với em. Tự nhiên cảm động quá khóc ngại. Cái đó là cảm xúc thật của mình mà em. Phụ nữ thì mình thường yếu đuối như vậy đó. Phụ nữ chị nghĩ ra cũng thế mà thôi. Em rồi em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em thì em thiệt tình lắm chị. Cũng như em nói chuyện với ai lát là em kể hết trơn rồi, giống như có sao em nói như vậy á. Giống như em cũng hay giúp đỡ mọi người lắm. Nhiều khi cái việc của mình chưa xong mà mình thấy người ta hơi khó khăn chút là mình giúp người ta trước nữa. Cái kiểu mình mà không giúp, mình chưa kịp giúp á là mình cũng thấy nó buồn sao á, nên mình cứ lo cho người ta trước đi rồi một lát tới mình sao vậy đó. Rồi điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì em giống như từ các cháu thật quá, đôi khi nó cũng có cái gì nó cũng hiểu lầm vậy đó. Nhiều khi có gì mình nói nhưng mà nhiều cái người có người hiểu mình á thì không có gì, còn người không hiểu thì chắc cũng suy nghĩ cái chuyện khác gì đó chị. Nhưng mà rồi thì cũng như là người ta cũng sẽ hiểu thôi, em cũng không có giải thích nữa. Giống như em nói đúng nói sai gì em cũng cười, em cũng nói kệ nói vậy. Em là bây giờ đó, em đi làm từng mấy ngày? Dạ em đi làm từ thứ hai cho đến thứ bảy chị. Nhưng mà chủ yếu của em là miễn
Hồi trước dịch á thì em đi làm em ở công ty luôn từ sáng cho tới chiều, rồi sau khi dịch á thì em cũng lãnh về nhà em làm sổ sách á chị. Thì giống như ngày nào mà trên đó công ty mà nó nhiều lắm thì em chạy lên em làm, còn như em về nhà em làm thì em gửi qua mạng á chị, email rồi đó. Vậy cũng tiện ha. Rồi có thời gian rảnh rỗi thì em thích làm công việc gì để giải trí cho mình? Em á thì em ở quê á thì em đất rộng, cha mẹ em cũng có vườn á, vườn thanh long á chị. Như em thanh long của em nè. Wow, trái đã ha. Dạ. Giờ là ngay mùa mà đó hả? Em dạ. Nhưng mà ở với em á mà không có ngay mùa thì mình cũng chạy đèn á chị. Xong đèn thanh long á. Em á thì em ở Châu Thành lên Tiền Giang á chị. Giáp với Tiền Giang hả? Làm giáp với huyện nào xã? Dạ. Ở huyện nào? Dạ em giáp với huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Dạ. Dạ. Em được bao nhiêu trời con? Em rảnh. Nhà mẹ em á thì được gần một mẫu á chị. Ồ, rộng dữ ha. Dạ. Ba mẹ em cũng có cho nữa. Có cho đất cất nhà với lại cũng có cho đất để làm thanh long á. Nhưng mà đi làm cho người ta nên ở nhà ba mẹ cũng mừng phụ hết rồi chơi. Thì cũng như rảnh nó thì lên làm, nhưng mà cái cây này á làm ban đêm rồi không mà nhiều khi rọi đèn đi làm á. Giống như bẻ bông dạ. Ban đêm là làm thường hơn với nó mát đó chị. Còn chỉ có những cái công việc giống như giúp tay đặng cho nó xanh trái á, làm giúp ban ngày thôi. Giúp tay là giúp cái que này nè chị, giống như người ta cầm chai thuốc người ta bóp bóp vậy nè, đặng cho cái que này nó xanh nè, đặng tới xuất khẩu á chị. Dạ ha, có bí quyết à. Dạ dạ. Với lại em á, em cũng giống như em cũng ham á chị, giống như mình sống từ xưa giờ ở cái vùng quê á. Cái em thích làm lắm, giống như em trồng rau cải, rồi nói chung là các loại rau, rồi nói chung là cây mướp cây bồ vậy em cũng làm á, mà em thích trồng vậy cho mình ăn á chị, không có thuốc á thì em thích cốt đất đồ vậy đó, mà em chịu làm. Nhiều khi nói sao mà giống như nông dân vậy, đi làm gì thì đi, còn như ở nhà thì cứ rau vườn đó, nắng nắng em cũng đi, em đội nón em đi. Cho nên thấy đen kìa. Dạ, nước da em cũng ngâm nữa. Vậy đó hả? Ồ, chị cũng hỏi là chị cũng ra làm mấy ngày, ấy, mấy tuần, chứ không phải mấy ngày đâu, mấy tuần tháng mà chị đen thui rồi nên chị không ra nữa. Dạ, mà thích ghê luôn. Giống như ở dưới gốc mai á, thì rải rau xà lách ha, là rau cải bìa xanh đồ. Vậy đó là cắt. Dạ, đủ thứ rau rồi ăn sống, mà em lại thích ăn rau nên em trồng. Ồ, bên chị trồng á sao nó sâu quá chừng sâu rồi. Sâu gì đâu mà cải bỏ dạ, ra chị. Cái là sâu, hơi sợ quá. Dạ. Nói chung á là nói là mình không xịt thuốc á, thì cũng không đúng, cũng phải xịt. Nhưng mà kiểu mình xịt sơ sơ cái gì đó cho nó ấy, chứ cũng không cũng phải xịt gì thôi. Dạ. Chứ không xịt là nó cũng không ấy nữa, mình giống như mình cũng phải xịt sơ vậy đó. Xịt ít vậy thôi chứ không có xịt nhiều, nhưng mà cũng phải có xịt sơ vậy đó. Dạ sâu quá dạ. Chị thấy thôi chồng sâu quá thấy sợ quá. Dạ ở bên em á thì trồng thanh long là nhiều. Ví dụ cắt á thì ban đêm bình thường cũng làm rồi sáng. Dạ cắt rồi phải rọi cái đèn ở trên này chị. Wow. Trên đầu mình á rọi đèn pin rồi mình cắt ban đêm cho nó, rồi cũng như ban ngày đang mình vuốt tay á. Thì ban ngày em đi làm thì ba mẹ em cũng như làm thì cũng có mướn người ta nữa. Dạ giống mình ở quê thì sướng, mình cây gì thì mình trồng cây đó vậy đó. Nó rồi. Cũng dễ. Dạ rồi bẻ bông thì có nhiều khi làm đủ thứ chơi. Vui á. Mình là như là lúc đó là mình phải thụ tinh cho nó nữa ha, hay là nó tự nó thụ tinh? Dạ tự nó rồi chị. Giống như là tự trổ ra rồi tự khô lại, nhưng mà bây giờ giống như trời mưa thì mình để cho nó cái bông nó héo lại rồi mình mới dị cái bông nó ra. Còn có khi có tháng trời nắng thì mình bẻ cái bông lúc nó mới trổ ra, cái mình bẻ. Dạ nó tùm
tùm lum kiểu là nhiều khi nói chung là thời tiết á chị, rồi nhiều khi mình giống như mình thấy người ta làm cái mình làm theo vậy đó. Nhưng mà rồi giống như kinh nghiệm của bao lâu em mới thu hoạch một mùa? Dạ cũng như từ ngày mà nó ra cái nụ đó tới chỗ tầm tháng, rồi từ cái chỗ đó tới cái chín á là một tháng nữa là hai tháng. Dạ là bao lâu ạ em bán một lần á? Cũng như là hàng mùa thì nó tùy theo, giống như một tháng có một lần cũng có. Còn hàng đèn thì chị phải xong đèn nữa, hết khoảng nửa tháng. Lông ruột đỏ là phải nửa tháng là tức. Thời gian chia tay với ông xã em khá lâu vậy đó. Rồi có anh nào để ý em không? Em giỏi giang vậy, chị rồi trẻ nữa chắc cũng có nhiều người để ý lắm hả? Em thì em hả, tại vì em cũng thương xã lắm chị. Giống như em á là em thương xã nên em cũng em thương lắm, giống như là em cũng đi về giống như mình phải đâu có đèn quẹt đặng có gì ông xã có rước không á, kiểu như trong bụng vậy đó. Dạ nhưng mà không thấy sao ông xã có vợ hay sao á. Rồi thôi thì bắt đầu em mới tìm trên mạng của chị coi á, rồi em thấy kênh của chị á. Chứ còn bình thường là em ở nhà em mận vậy này nọ vậy đó. Giống như em cũng thương con á, thì em nói hồi em cũng ở vậy để nuôi con. Nhưng mà thấy nhiều khi về cái thấy cũng buồn buồn á. Cái nó con nó nói con em ngủ với nó, cái nó nói mẹ đi có bạn đi, mà ai mà chọc chọc em về cái ghẹo ghẹo, giống như cũng hay nói tại vì em cũng có tham gia với nhà xã rồi ấp đồ cái chương trình này phụ nữ đồ này nọ đó. Đôi khi thì cũng có người hỏi nhưng mà em ngại lắm. Em cười cười không à, chứ em không có nói. Với lại em cũng nghĩ con em á là nó đang học hồi đứa thì chuẩn bị lên học đại học thì yên tâm hơn chút, còn đứa bé gái thì nó đang học 12 chị. Thì em cũng ráng mần dành dụm để cho con nó đi học á, nên em cũng không có nghĩ tới. Chứ lại em hay mũi lòng á, em hay khóc, nên em không có quen ai. Em rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Em á thì chỉ đơn giản là em giống như người ta cũng thiệt tình giống em á, cũng như là em á thì rất là em quen hay là em thương ha, mà là chồng của em là em nghe lời lắm. Ví dụ nói cái gì em cũng nghe, nhiều khi đừng có ăn hiếp em á, giống như lớn tiếng quá, nhiều khi em thiệt tình quá cái hay ăn hiếp em á, thì em chỉ muốn là chân tình thiệt tình rồi cũng như giàu nghèo gì cũng được, chứ không có em không có ham giàu mà khổ quá chị. Rồi giống như là vợ, giống như vợ nói chồng nghe, mà chồng nói vợ nghe nhiều khi sai á thì nói là cái đó không được cho sửa chị. Còn ví dụ như nghèo cũng được mà biết lo làm ăn á chị, rồi về mình bận cũng được đó. Em cũng dạ, giống như em cũng có cái nghề giỏi thì không có giỏi lắm nhưng mà cái gì em cũng làm được. Dạ em cũng không có đòi hỏi gì, chỉ biết thương nhau rồi chia sẻ nhau, giống như có gì ăn lấy, có gì thì làm giúp nhau á chị, thì biết thương con vậy đó. Em á thì em cũng vậy, em con của anh em cũng thương, thì anh cũng thương con em cũng biết lễ phép với lại ba mẹ được bên hai bên hết, bên nào em cũng thương á. Bình thường em ra ngoài em cũng hay hỏi hay cười, em gặp ai em cũng chào mà hỏi á, nhiều khi cũng thấy dạ. Em nên em thiệt tình thì em nói thiệt tình. Em rồi dạ. Em có nghĩ là người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu không? Dạ thì chắc là lớn hơn em á. Nói chung là miễn hợp là được rồi chị ơi, chứ em cũng không có biết nữa. Ông xã trước đây của em lớn hơn em nhiều không? Dạ không, cũng bằng tuổi rồi chị, đi học đại học chung á rồi biết đó chị.
Nhưng mà em lúc nào em cũng giống như mình ở nhà ở dưới quê nên mình cũng sống theo cái cách ở quê chị, giống như chồng nói vợ nghe vậy đó, rồi mình cũng đảm đang lắm, giống như cơm nước nhà cửa con cái cũng thương chồng thì cũng biết cách cư xử vậy, mà không biết sao nữa. Mà nó ra cái nông nổi vậy dù đôi lúc cũng buồn. Nên mình không biết là bây giờ bắt đầu mình sửa cái gì. Em biết vậy đó, là em cũng nói với ông xã là bắt đầu em cũng buồn lắm, nhưng mà em biết mới mới nghĩ là mình sửa như thế nào ta, vậy vậy em nói nọ thì em cũng nói ông xã ơi, cũng vậy đó, giống như em sai cái gì cho em sửa, rồi em giống như những cái gì em không lo cho anh được thì giờ em sẽ lo lại á. Nên cũng nói với lắm chị, cũng đang cố gắng để hàng gắn lại á chị, mà cứ sao mà nó cứ đổ dở vậy. Mà thôi em cũng nghĩ em á, thì cái tính em á là em hy sinh lắm, giống như ai thương anh quá mình thương, nhưng mà ta thương nhiều hơn thì cũng không nên ấy, tại ảnh cũng cũng giống như hết duyên rồi thôi chị ơi, chứ giờ biết sao vậy. Đúng rồi, hết duyên rồi, không có kéo được thôi ha. Hai đứa con á chị, nên em cũng không có nói gì hết, tại vì cũng như mình cũng còn gặp con, biết đâu sau này mình cũng gặp lại á chị. Rồi thôi em ra đi, em về quê mẹ. Dạ. Như con trai em á, nó đi học á, thì Tết á, nó về, gia dụ mùng mấy á, là nó về thăm em. Con gái em á, là nó đi học, nghỉ Tết á, thì hai mươi mấy Tết á, nó về, nó ở rồi. Hai anh em dẫn nhau về với em. Em mũi lòng quá, em hay khóc vậy á. Em rồi, em nếu mà một người muốn làm quen với em á, em có muốn anh ấy có tính lãng mạn không? Em á thì có cũng được mà không có cũng được. Nhiều khi em cũng thấu hiểu lắm chị. Nhiều khi anh không lãng mạn nhưng mà em thấy anh chân tình cũng được chị á. Chứ cũng không có. Dạ. Ví dụ như mấy ngày Tết thì ví dụ như ngày lễ ngày Tết thì đi ăn đi uống cái gì mà nhẹ nhẹ cũng được, chứ không cần phải bông hoa đồ này nọ, mà có thì cũng tốt thôi, mà không có cũng được. Dạ. Lần này đã cố gắng là không có khóc á, mà sao nó nước mắt nó chảy hoài em cũng không biết. Chắc có lẽ là ít có người thổ lộ tâm sự với em phải không? Dạ. Nhiều khi gia đình em á, chị em lâu lâu á về ngày chủ nhật các chị, thì cái về cái tập hợp lại nấu đồ ăn đồ này nọ rồi thôi, chứ đâu có nói gì đâu. Nói chung là em cũng sợ người khác buồn, mình buồn mà người khác cũng buồn theo á, nên em ít có khi nào em nói á. Em rồi gia đình của em được mấy anh chị em? Dạ nhà em mẹ em có 6 người, mà bốn gái 2 trai, đi làm cơ quan nhà nước hết rồi, em là lớn nhất. Có mình em là làm tư nhân. Dạ. Rồi gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ chỉ có bà con á chị, thì cũng có ở nước ngoài với bạn bè cũng ở Cali á, nhưng mà cũng có điện thoại rồi nhiều á. Nhưng mà nói chứ em đâu có dám nói là gia dụng đâu có nói gì, thì chỉ hỏi thăm nó thôi. Mấy đứa em á, con của bà ngoại á, bà ngoại mà ngoại là em của bà ngoại mình á, nhưng mà không có nói gì, chỉ hỏi thăm thôi chứ đâu có nói gì đi kiếm chồng gì đâu, ngại quá. Em rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Cũng lúc mà dịch á, thì cái không có đi đâu ra ngoài được, thì cũng không có đi ruộng đâu được, thì ở nhà mới mở lên thì cái coi, mà hầu như coi mấy chị không mà coi mấy chị nào khổ á, thì cái coi cái thấy chị nào cũng có hoàn cảnh đó, cái coi hoài có hết chị này tới chị kia, mà ít có coi anh lắm chị. Cũng không
đúng như coi chị cứ nghĩ là mình sẽ cố gắng chắc mình ở vậy mình ở vậy vậy đó. Nhưng mà thấy sao có lúc á giống như ngủ nửa đêm tự nhiên trúng gió, trời ơi không biết kêu ai hết, cứ nghĩ sáng hôm mai lỡ nó chết rồi sao trời. Cứ nghĩ vậy đó, thôi thôi lên kênh của chị luôn, đăng ký cũng mấy lần á mà vô cái trang á, tới chừng coi trở lại á là vô trang trang giả của chị á nên không có trả lời, chứ em đăng ký chắc cũng 2 tháng rồi. Đăng ký cũng khá lâu rồi ha, mà chẳng may đăng ký nhầm kênh giả. Dạ rồi cái em cũng nghe mấy chị trước cũng nói vậy á, thì cái thôi em nói em cũng nói chắc là mình không có gì, rồi cái thôi em bỏ qua luôn. Trong bữa đó sau em cũng nằm em nói thôi bữa nay mình làm một lần nữa không được nữa thì thôi bỏ ý định đó luôn. Dạ. Bây cái giờ... hơn cái sau trả lời. Anh là bây giờ cơ hội mở ra phải không? Mày mày nói thiệt với chị, bữa nay em mắc mưa nữa, em mắc mưa mà em về em cũng không dám nói với nhà, em nói với con gái là lát mẹ lên kết nối yêu thương nè, em nói từ hôm đó nay mà nói hoài không chịu lên mà cứ nói không mà. Nói em nói không mà không có làm gì hết trơn, em nói người ta có chịu đâu. Chiều cao của em là bao nhiêu em? Dạ em 1m58 chị. Cũng cân nặng 57kg chị. Cũng tương đối khá cao ha. Em đứng lên thấy dáng em sao cái ha. Dạ. 57kg mà nhìn thấy gọn quá hả? Dạ tại sáng nào em cũng đi tập thể dục hết á. Mấy giờ sáng em đi tập thể dục? Giờ Việt Nam mà có 3:30 em dậy à chị ơi. Sớm vậy? Em ngủ em dậy. Thì em dậy có khi thì em làm giấy tờ á, còn có khi thì em cũng lanh quanh cái chuyện này nọ áo quần ngủ đồ vậy, cái 4:30 em đi tập thể dục rồi. Tới 6:00 em về thì em đi làm, em về em phụ cơm nước á, em đi chợ luôn. Thì cỡ 7:15 là em đi. 7:30 em làm. Sáng nào cũng đi á, khuya là giờ đó lại ngủ không được. Ngủ dậy sớm như vậy đó, mấy giờ em đi ngủ? Dạ cũng khoảng, như em đi làm về có 9:10 em ngủ à. Ngủ sớm lắm chị, trong quê ai cũng ngủ sớm hết á. Dạ. Rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm một người bạn á, em muốn người đó chiều cao khoảng bao nhiêu? Em á thì cao hơn em chút là được rồi chị ơi, đỡ mấy 6 mấy thì được rồi. Sao mấy trở lên là được. Nói chung em cũng đơn giản. Dạ. Nói chung là nói chuyện hợp tình hợp tí là được rồi. Cũng như đừng có tính gia trưởng quá chị, với lại giống như nhiều khi có chút á, cái coi rẻ mình cũng em cũng không dám nói, không sợ. Như giờ nhiều khi em thấy nhậu được. Chứ còn em hay nhậu nhẹt rồi em cũng biết làm đồ cho nhậu, rồi em bạn bè tới em cũng tiếp đãi đàng hoàng, không có để cho người ta phải chê á chị. Nhưng mà nói vậy chứ có cái cảm xúc là giống như khi thấy người ta nhậu vậy, nhớ ông xã nhậu á, thì nhiều khi mình cũng thấy buồn á, thấy sợ nhậu rồi cái lát cái chuyện đồ này nọ cũng luôn á chị. Nên giờ nhậu ít thì được, nhậu về ngủ, nhậu về vui vui cũng được. Chứ mình cũng biết nhậu quá thì về mình biết trong người có rượu thì mình cũng không có nói bậy nói bạ gì để mất công phiền á. Rồi hút thuốc thì em nghĩ như thế nào? Nói chung thì rượu thuốc thì chắc là đàn ông thì ai cũng có, nhưng mà ít nhiều gì thì... nói chung là tự em theo em nghĩ là tự mấy anh đó, là mấy anh đó giống như là hút nhiều thì mấy anh tự điều chỉnh, chứ em cũng không có khó với mấy cái chuyện đó nữa chị. Uh-huh.
Ok em, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng là sau video này sẽ tìm cho em một người yêu thương ha. Em có lời nào chào khán giả không? Em trước tiên thì em cảm ơn chị Yên Quỳnh đã làm cầu nối cho em và những người cô đơn á đi tìm một nửa của mình. Thứ hai là em chúc anh chị em ở trên kênh của chị đang xem chương trình Kết Nối Yêu Thương nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc bình an. Chị em cảm ơn chị. Ok em, bye em, good night em nha.